Chị ơi, chị kể sơ sơ về quán mình có những món gì đi. Bánh cuốn này, cháo lươn này. Bánh mì này. Bánh mì này. Lòng gà, lòng luộc các thứ có không? Có. Cháo lòng có luôn? Có. Wow, hoành tráng thế. Đây, quán ở ngay gà San Xin Chéo luôn các bạn. Gỏi cuốn này. Ôi, gỏi cuốn nhìn ngon chưa? Đấy. Bún thịt nướng này. Đây có bún thịt nướng luôn. Bánh mì này. Có cả bánh mì nóng tuyệt vời. Đấy. Hôm nay là các bạn mình đi chơi. Thế là đi qua San Xin Chéo. Thì ở đây ngay cửa ga luôn các bạn nhìn nhá. Đây nhá. Đấy là nhìn ra ga San Xin Chéo luôn. Thấy chưa? Vị trí cực kỳ đẹp luôn. Không gian thoáng mát, sạch, rẻ, tuyệt vời. Cà phê này, sữa nóng này. Đấy, cà phê sữa nóng. Ê, cà phê sữa đá là bao tiền một bình, một cốc chị? 45 khoai, quá rẻ luôn. Đấy, thấy chưa? Đây, đây. Ngồi xuống đấy. Nào, giả sử đây. Cảm giác phê vãi thầy. Cảm giác lên đâu ngồi phê vãi thầy. Ê, lần đầu tiên đến đây thì cảm nhận của em như nào? Đứng dịch xa xa ra, nhìn thấy đẹp trai chứ bây giờ đứng gần nhìn không đẹp trai đâu. Đấy. Ơ nhưng mà sao ăn bánh mì thật à? Bảo ăn bánh cuốn cháo lòng các thứ mà. Bánh mì ngon luôn. Vậy ăn như đầu tiên ăn ở bánh mì đá. Bánh mì chị mấy chục một ổ? 80 khoai. Ui, quá rẻ luôn mọi người ơi. Bên ngoài 80-90 khoai. Mà đây bánh mì của chị đầy đủ nhân, thật thịt các thứ luôn. Mà có 60 khoai thôi. Tuyệt vời chưa? Đấy, ai mà đến xin chú mà có đi ga San Xin Chéo nhá. Thì nhớ phải qua đây nhớ chưa? Ủng hộ chị. Đấy. Đấy. Thấy chưa? Chị là người con Nghệ An các bạn. Một tháng rưỡi à? Em hay đi ga. À đúng rồi. Chị mở quán này là được bao lâu rồi? Một tháng rưỡi rồi. Mới, quán rất là mới. Đấy nên là các bạn biết qua bên này ủng hộ nhá. Còn tí nữa ăn ngon như nào mình sẽ review cho các bạn. Đây, vào trong nội thất bên trong quán xem có gì nhá. Đấy, thấy chưa? Rất tần tật là trang bị mới. Đấy, hôm nay là bà chủ cho phép vào trong này đi review. Sạch sẽ chưa? Sạch. Đấy. Đây là còn công nghệ tráng bánh cuốn tự tay luôn này các bạn. Chị ơi, bột này là chị tự xay từ bột gạo ra? Từ bột gạo. Thế á? Thấy chưa? Từ bột gạo mới chất 100% đấy. Đấy, có đúng là Việt Nam mình đây không? Còn nhắn không. Nhắn đây đúng nhân thịt mộc nhĩ đây rồi. Tuyệt vời, nước chấm cũng trong, nước chấm đây là hành khô, hành phi đấy các bạn. Đúng bài luôn rồi. Rồi. Ok, đấy. Đi vào hôm này xem. Đây có máy móc các thứ luôn. Dạ vâng, đây, em đến đây. Đấy, thấy chưa? Tráng bánh cuốn lát mỏng nhá. Chuẩn bài. Wow. Thế này mà ai mà nhớ bánh cuốn Việt Nam thì không thể bỏ qua, không thể bỏ qua được các bạn ạ. Đó. Nhiều nơi mình thấy làm bánh cuốn nhưng mà không thể nào mà chuẩn bài như của chị được đâu. Thật sự nhìn ngon quá trời ngon luôn. Đấy. Yeah, bánh cuốn chưa? Tuyệt vời. Đó, thì đã làm bánh cho bạn trai. Bánh mì đã. Rồi. Bánh cuốn rất là thơm các bạn nhé. Thơm như mềm. Cảm giác như kiểu như đi ăn sáng ở quê nhà ấy. Cảm giác thích dã man luôn ý. Trời ơi ạ. Đây. Còn trong này là trong bếp. Đây chính là cái máy mà chị nói là xay bánh cuốn. Máy mà xay, chị xay bánh cuốn là chính là cái máy này đây. Máy này là máy Đài Loan rồi. Đấy. Thôi máy nào cũng được. Không cần cứ 100% là Việt Nam. Chỉ quan trọng là nó tạo ra được món ăn Việt Nam đúng chất Việt mình là quá ok rồi. Ở đây có cháo lòng nhá. Tao, em ngồi cái ghế này phát, anh cầm anh quay em ngồi phát. Nghe nói là ghế này không là... ngồi thả tự gió thôi. Bình thường hai mà. Có kiểu đó là em biết rồi, em cũng biết như thằng Tung á. Hôm qua cũng thế, ngồi phát đầu tiên lọt thỏm rất giúp cảm giác là theo đẹp. Đấy, em biết tại sao lọt đâu. Bởi vì là mông bé, mông không to phải, ngồi đâu bị lọt. Không, nó phải nó mềm rồi nó sâu. Phê cảm giác. Bánh mì đây này.
ngồi này cảm giác lên đỉnh luôn đấy. Không quay ổ bật bi à? Đây là quầy bánh mì thịt nướng chả giò các bạn. Đấy. Thịt nướng là thịt nướng nạc cực kỳ ngon luôn. Đây, đây là dưa món nhá. Dưa leo rồi là chiang chai, chiang chai. Chiang chai gì cái này bạn? Okay. Mùi. Ngon. Rau mùi tàu, à không phải. Rau mùi. Rau mùi. Ê quay. Chị chủ tên gì ạ? Chị tên gì? Chị là tên Mai. Chị Mai qua bên này bao lâu rồi? Qua Đài Loan 18 năm rồi. Chị qua bên 18, qua đây 18 năm và có thể đã có con gái 18 tuổi các bạn. Có con gái lớn á. À, chị có con gái lớn. Con gái lớn con ấy đấy. Đấy, bây giờ đấy các bạn biết rồi đấy. Biết là phải như nào rồi đấy. Đấy thì em có về hà tình với anh không? Không, đây là quốc tịch Đài Loan luôn. Đấy, mời các bạn là không, nhưng đấy, mà phải quay vào mặt em này đây. Phải về Đài Loan. Đấy, nhìn chị là rất là trẻ đẹp như này, mọi người biết là con gái chị như nào rồi đấy. Nên là phải có bạn nào ở xin chú thì mang gạo các thứ sang bên này. À xay một lần đi. Không, chấm chấm để ăn là được rồi. Chấm để nơi ăn là được. Ông nói thế chứ chị rất là vui tính và bản chất bọn mình cũng vui tính rồi. Đó. Nên là chị cũng thích quý mọi người cứ qua đây đi. Chị rất là nhiệt tình. Nhá. Chị là một người con Nghệ An tuyệt vời. Rồi bye bye. Bye bye. Đi vào ăn cháo lươn nha. Cháo lươn chuẩn Nghệ An. Tôi điều ạ. Từ để em lấy cái thì không quay đi tạo mình cuộn này. Có đây đây các bạn. Ui dồi ôi, lươn này. Nhìn miếng lươn đã chưa? Thôi, nạm không? Đây nhá, không phải là làm hàng hay không phải là chụp ảnh đâu nhá, mà đây là thực tế luôn nhá. Đây mấy anh em mình sẽ chia nhau ra và ăn. Đây không phải làm hàng đâu, đây làm màu đấy. Thôi đấy đi chứ. Rất là thú vị. Bánh cuốn một đĩa đấy. Wow, bánh cuốn được một đĩa này. Em mang ra luôn nhá chị nhá. Nhìn ngon chưa? Ôi trời ơi. Nào các thượng khách, mình đến đây. Wow. Nhìn phê quá các bạn ạ. Quá phê luôn. Đấy, thanh niên này ăn là siêu cay luôn. Siêu cay khổng lồ nhá. Ai đó? Vâng. Đây. Menu có bánh cuốn 60 đồng này. Gỏi cuốn 60 này. Nem rán, bánh mì thịt, bánh mì bún thịt nướng, bánh gối, bánh rán, mì tôm bò, phở xào bò, đấy ngon chưa? Đấy, ui phở nhiều luôn, có cả phở lợn nhá, ghê chưa? Đây còn có cháo lòng này, cháo lòng 80 đồng một bát này, nhớ Việt Nam thì nên qua bên này các bạn ạ. Các bạn mà từ xin chú các bạn chỉ cần ngồi ga xa, ngồi xe sang San Xin Chéo tàu hết tầm khoảng bao tiền nhỉ? 15 khoai. 15 khoai tiền vé tàu thôi. Tiền là Thái Quan Thái Pi, Thái Quan đô lờ. Đó là đấy, Thái Quan đô lờ. Đấy, chỉ mất tầm khoảng 15 khoai từ ga xin chú sang ga San Xin Chéo và mất tầm khoảng 3 phút cho các bạn di chuyển từ hai ga đấy. Và ngay cửa ga luôn các bạn, ăn uống xong ngồi đây nghỉ ngơi sau đấy có thể quay về. Quá tuyệt vời. Từ Xin Phân nhá, nếu mà từ Xin Phân mà chạy sang bên này thì là qua ga Chú Bảy này, qua ga Bảy Xin Chú, qua ga Xin Chú và sau đấy đến ga San Xin Chéo thì các bạn chỉ mất tầm khoảng 20 phút thôi. Mà đồ ăn ở đây cực rẻ cực ngon luôn. Mình chưa ăn nhưng mà mình nghe anh em đồn là cực ngon. Không, nói thật tí nữa mình sẽ ăn. Không thể nào mà dễ dãi được, bởi vì mình mà review là phải review thật và xịn đúng không? Đấy, cơ bản là như thế. Hỏi luôn, xem mày ăn có ngon không hả em? Không ngon, ngon tuyệt vời luôn. Ngon tuyệt vời luôn, đấy đi chưa? Nó mà còn nói không ngon thì ăn đòn. Thật chứ, bánh mì ngon. Đấy, thôi, nó nói thật là phải tin là thật. Đấy các bạn nha, nếu mà có muốn biết thêm về cái menu này thì đến trực tiếp và thử ăn là sẽ biết. Ok. Ôi, ngon quá, ăn cho heo. Mình hồi anh đừng phí anh cho vào bát. liếm chứ cho vào bát chứ đừng làm đấy. Phí không có người lông của chỗ liếm. Ừ đúng đấy, không có người. Hôm nay không nói không bắt đầu vậy. Lúc đó giờ bơi nhìn sang bên kia rồi bảo bên kia có chuyện gì kìa, sao lông của chồng anh
Cháo ngọt, ngon. Thực ra trong trong một tháng em đi gan hai triệu phải hai lần. Mà không để ý. Lần nào sao nó chạy bắt chân lên cổ chạy. Chạy kia lên. Chạy vào bên kia. Thế còn vô để ý như thế nào? Thì anh hôm qua biết cái quán và đấy. Hôm qua thằng Thò. Hôm qua không này mới đi ăn bữa đầu tiên. Hôm qua thằng Thò nó đi ăn ở đây. Anh hỏi ở đâu? Thò vào. Dạ thế thì chào anh mà không tin. Trong ra làm gì gọi chỗ này. Chỉ gọi chỗ này thôi. Ngon tuyệt vời. Mình sẽ ăn thử món bánh cuốn. Mất trước mình đi vô đây để thấy gì không? Wow, nhìn bánh cuốn có ớt này là biết cay rồi. Không cay, không cay. Không cay á? Để được bấm bấm chú ngon đấy. Để hợp lý nhỉ? Đấy. Này. Thử xe test pháp đầu tiên luôn. Miếng giò. Sau bên này nó cứ cọng to to để kén tinh tế này. Nhưng mà ngon. Ngon. Cháo lòng đúng không anh? Lươn. À cháo lươn. Ôi trời ơi. Ông bảo là còn món cháo lòng nữa đúng không? Đâu, được gọi đâu. Được gọi đâu. Chưa gọi món gì hết. Mới gọi hãi để mình cuốn thôi. Gọi cuốn rồi. Ăn gì nữa thì gọi. Cái gì cuốn gọi cuốn đó. Ok này bánh cuốn á. Rồi bánh cuốn cuốn. Ừ. Anh sai. Có nem rán không? Cái cuốn xin lớn tổng lên. Biết vậy đâu. Ok lắm. Mỗi ăn cay bỏ ra nhá. Dạ vâng ạ. Phở bò này là thịt đấy, bò tươi bò cắt ra. Bò tải mà. Bò tải nó phải tải theo kiểu bò tươi cắt ra chứ không phải là mua thịt trong siêu thị đâu các bạn. Cũng mua thịt nhưng mà mua thịt miếng. Mua thịt tạng hay. Sơ sơ nhìn đã chưa? Úi xa. Ngon quá. Thôi, chơi cái nước ra. Lại tiếp tục. Lại tiếp tục. Anh Tây review. Hàng Đài Loan là mình là Tây đấy. Mình là phía Tây. Đúng rồi, mình là phía Tây Đài Loan mà. Mình Việt Nam chứ. Việt Nam phía Tây Nam Đài Loan. Tây Nam. Việt Nam là phía Tây. Đúng rồi. À, cái gì ăn phải cuộn. Tươi của nó. Tôi Việt Nam ăn 10 điểm. Ở đây được 8. Chưa ăn đến sợi nhưng mà nước được. Bắt đầu lò lòi mắt luôn. Cái người đây, người đây. Rồi, mà cái này cái gì mà thơm đấy. Cái gì mà thơm đấy nhỉ? Cái gì mà lại có lòng ở đây nhỉ? Chết cháu rồi. Anh tôi giấy đừng để nó bay. Chết rồi. Chết cháu cuốn rồi. Ô. Phê quá. Thơm quá, thơm quá. Hư, hư. Phở để đây, để đây. Đừng vô rồi. Đừng vô rồi. Đừng vô rồi. Ăn như rồi ấy. Ăn như rồi lợn ấy. Cháo lòng mà ăn như có rồi ấy. Sáo. À, sáo. Cái này mà ăn với bún ngon. Ừ. Công nhận. Bây giờ hơi no rồi. Hơi no rồi, ăn no quá trời no rồi. Đây. Ba anh em mà oánh hết một bàn này. Quá no. Hôm nay cái quay video xì xì nó quá no. Cái này ngon. Thôi cái nước này cho miếng chanh vào ngon.
Tớ thế nãy giờ thiệt á, nãy giờ toàn khen ngon, thế có cái gì không ngon không? Thế chung mà. Thế này thì chung của anh. Thế chung của anh Tuấn đấy. Thế chưa phải cho cái đó đây. Đây, chỗ ăn ngồi gọi là tù không? Ừ, là dẻ dày. Ngồi đó ngồi là tù. Chứ bố định nhau là làm gì vậy, tù bụng không? Chịu. Nói mắt. Đây rồi. Đây là tim này. Đây là tim. Tim. Cuống tim. Ăn sần sật sật. Sần sật mong mới được. Cú hủ của tung nướng. Chủ quán vừa đi ra ngoài các bạn. Chủ quán bảo là mấy anh em ở nhà trông quán cho chị. Chị đi ra ngoài một tí. Ba thằng bảo là ok thì cứ đi đi về còn đúng 3 ghế. Rồi cả quán bọn em khênh đi. Cảm giác lúc no ra là cái gì nhỉ? Cái phở này này. Thì là cái thịt bò Thái rất là thịt bò rất là giống với thịt bò Thái ở Việt Nam. Nó hơi dày các bạn. Đấy, nhìn miếng thịt bò nó hơi dày. Đấy, ăn thì có thể là sẽ hơi dai một tí. Nhưng mà cái món này thì ngon. Bánh cuốn thì tuyệt vời, bánh cuốn đúng chuẩn luôn. Cháo lòng thì như nào? Không phải cháo nóng rồi. À quên, cháo lươn. Nãy giờ cứ nhầm cháo lươn với cháo lòng. Dội đấy. Cháo nướn. Đấy, nó phải đúng. Nó phải đúng, nì miu là nó phải đúng. Nó nì miu. Nếu như các bạn, đây là món táo nướn này, nhưng mà hết rồi. Nói. Đấy, đây là bò. Đấy, đây là táo nòng. Táo nòng. Thế bánh cuốn, 3 đĩa bánh cuốn. Hai đĩa bánh cuốn một đĩa rau. Trước thì cứ nằm là 25 đến 30 qua một tay. Đấy, nhưng mà nôn. Nói thật chứ anh giới thiệu như này mình mất công việc sắp đâu các bạn ạ. Ok. Đấy là buổi đi ăn. Như vậy là clip của chúng mình đến đây là kết thúc. Thế nào mà hẹn gặp mọi người trong clip lần sau. Chào mọi người. Mọi người nhớ like and subscribe kênh của mình nhé. Không có kênh đâu các bạn. chỉ là làm cho vui thôi. Còn nếu mọi người mà muốn có kênh thì mọi người cứ review, cứ comment bên dưới, xong mình sẽ lập kênh và đi review thường xuyên cho mọi người.